xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ tiếp 24 chi tiết hệ in của Kitoni nha các bạn, với mã sản phẩm là 4026SR01 nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì cái bộ này thì có rất là nhiều cái đầu tiếp đi kèm, như là 5 phần 16 in, 3 phần 8 in và 7 phần 16 in và 15 phần 23 in nha các bạn. Đấy, khá là nhiều và rất là chi tiết trên này, với cái rất là nhiều phụ kiện đi kèm, như là một cái cần siết đảo chiều, một cần siết tự động và một cái đầu tiếp dài với một cái cần chữ T nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ không phí thời gian của bạn nữa, mình sẽ khui hộp từ bên trong cái bộ này. Thì bao gồm những gì về chất lượng ra sao nha các bạn. Đây, khá là nhiều cái đầu tiếp đi kèm. Đây, bao bì thì khá là chắc chắn nha các bạn. Bên trong thì có cái bộ phận hộp sắt này nha các bạn. Đây, bộ phận hộp nó khá là chất lượng. Đây, đây nha các bạn. Đây, bộ này thì phần hộp sắt thì được in cái logo Kitoni nhập nổi luôn nha các bạn. Đây, khá là chất lượng, khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong. Wow, như các bạn thấy thì rất là chất lượng. Thì đầu tiếp thì nó sử dụng cái lục chép bông nha các bạn. Thì cái bộ này sẽ nó sử dụng cái đầu bắt cu lông bông nha các bạn. Đây sử dụng đầu bắt cu lông bông và 1/2 in. Đây là cần siết. Đây cần siết 1/2 in nha các bạn. Đây, lắp vào. Đây, rồi đây mình siết tay nha các bạn. Và bên cạnh đó thì mình có cái bộ siết tự động. Đây, siết tự động nha các bạn. 1/2 in. Bộ này thì 1/2 in nhớ hết nha các bạn. Đây, siết tự động. Đây, rất là thuận tiện khi chúng ta sử dụng. Và chất lượng của Kitoni thì các bạn cũng biết thì rất là chất lượng. Và hàng thì chính hãng Kitoni. Thì Kitoni là thương hiệu của Đài Loan. Thì cái phụ tùng thì rất là chất lượng, từ gia nhập từ Việt Nam rất là lâu rồi nha các bạn. Đây, ở trên thì có bộ phận đảo chiều đây nha các bạn. Đây, đảo chiều ra vào đây nha các bạn. Đấy, rất là chất lượng. Và mỗi sản phẩm thì được in cái mã sản phẩm ở trên phần phần thân dụng cụ luôn nha các bạn. Đây như các bạn thấy thì đầu 3/8 đây. Đầu 3/8 thì cũng được in mã của sản phẩm ở phía trên, cho chúng ta rất là dễ dàng tìm kiếm và mua sản phẩm này. Thì khá là chất lượng. Và phần hộp thì giúp chúng ta bảo quản. Đây nha các bạn, có hướng dẫn ở phần phía trên đây nha các bạn. Đây hướng dẫn sử dụng đây. Và gắn đầu, không được gắn đầu này vào máy bắt cu lông nha các bạn. Đây, hướng dẫn chỉ rõ ràng và rất là thuận tiện và rất là tiện lợi. Với một cái tiếp theo thì một cái thanh nối đây nha các bạn. Đây thì có một cái thanh nối dài để chúng ta khi sử dụng mở ốc ở phía trong, những cái góc cạnh mà chúng ta khi sử dụng thì nó bị hạn hẹp nha các bạn, theo là dài quá chúng ta không đưa vào được, thì nhờ cái này, nhờ thanh nó dài này mình sẽ làm việc được hiệu quả hơn. Đây, thanh chữ L, thanh T nha các bạn. Đây rất là dễ dàng và tiện dụng khi sử dụng. Đây, mình có thể đảo này qua này và mở được những cái con ốc mà trong góc cạnh khó để mở được thì có bộ này nó sẽ giải quyết được hết nha các bạn. Đây, rất là chi tiết. Và 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bộ tiếp nha các bạn. 18 bộ tiếp với từng bộ tiếp thì có in đây, thì có in sẵn trên phần bao bì luôn nha các bạn. Đây, từ 5/16 cho tới 1/4 in nha các bạn. Đây, rất là chất lượng. Đây như các bạn thấy, rất là chất lượng nha các bạn.
Hàng Kintuny thì phía trên cái phần bộ phận này thì có logo của Kintuny và được làm bằng cao su nha các bạn. Đấy, rất chất lượng. Thì hàng Kintuny thì sử dụng cái công nghệ thì với chất liệu nó rất là chắc chắn và nó giúp chúng ta mở ốc không bị tuôn và bị tuôn ốc nha các bạn. Đây, rất là chất lượng. Và đây là cần siết tay, cần siết tự động, T và tiếp, tiếp nó dài, hai tiếp nó dài nha các bạn, tiếp ngắn và tiếp dài, rất là thuận tiện nha các bạn ha. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm về cái bộ sản phẩm này để giúp cái công việc của chúng ta nó thuận lợi hơn và thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn thì các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website.